mày đồng ý thỏa thuận tiền lương của chị Sáu cho tao giữ. Tao chỉ trừ tiền phần trăm do môi giới. Tao sẽ bỏ tài khoản riêng cho vợ mày. Hàng tháng chỉ đưa đủ số tiền để chi tiêu thôi. Sau một năm á, nếu mày đối xử tốt với vợ mày và có việc làm ổn định, tao sẽ hoàn lại số tiền cho vợ chồng mày. Bà khùng quá, làm gì có chuyện vô lý như vậy. Tiền của vợ tôi là do chồng quyết định, bà lấy cái quyền gì mà bà giữ tiền của vợ tôi? Ê, giấy trắng mực đen đàng hoàng nghe mày. Mày á, từ bỏ cái quyền quản lý tiền bạc thì tao cứ canh theo hợp đồng tao làm thôi. Ờ, nhưng mà bữa đó là tôi không có coi hợp đồng, bà lừa đảo tôi thôi. Ê, tao đã biểu mày đọc kỹ. Đọc kỹ gì? Mày ký rồi mày còn nhận 200 ngàn. Ê, không sao bảo cô tô. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Không có hợp đồng á, hỏi là điều tôi á. Tao nói mày nghe nè, đó là bản photo thôi. Trả bà đó. Nè, còn nữa nè. Đó. Trời, tao còn chục bản á. Mà tao nói cho mày biết nha, bây giờ photo á mày làm màu y như là bản chính vậy đó. Tao còn làm muốn chi mày. Thôi 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 thôi, bỏ đi, nghe lời vợ tư đi ông. Bừng bộ á, đi ra. Giờ bà sao? Bà muốn nói ngang phải không? Tiền của tôi bà trả tôi chưa? Thôi ông ơi. Bú ra. Thôi mà. Thôi thôi. Trời ơi, chị Tư ơi, chị trả đi. Ông quýnh chị thiệt đó chị Tư. Tiền của tôi bà trả tôi không? Trời ơi, trả tiền tôi đây. Trả đây, trả đây. Trời ơi, nay mày giang hồ quá ha. Chứ sao, tôi nói cho bà biết, không có thằng Mỹ thằng Đại Dương nào hôm nay ở đây ba tăng cho bà hết trơn á. Tao nói thiệt với mày, mày á nhầm. Mày biết Tôn Mẫu Ni không? Biết. 20 năm nay giang hồ không dám đụng đến Tôn Mẫu Ni. Tao nói thiệt nha, nếu mày còn đánh vợ mày một lần, tao xin mày một lóng tay. Mà khùng quá. Hết 20 cái lóng tay của mày, tao xin đến 20 cái lóng chân. Thôi không. Mày dám không? Thôi, thôi không. Nghe lời vợ Tư đi mà. Chơi Tôn Mẫu Ni. Nhưng mà bà phải trả tiền cho tôi. Tôn Mẫu Ni ơi, ra đây. Bà giật tiền của tôi bà nhớ nha. Bà đợi đó đi. Trời, chị Tư ơi, em lại chị. Chị làm ơn nói với Tôn Mẫu Ni đừng có cắt tay cắt chân ổng nha chị. Nha chị. Bà thiệt tình. Chị ơi, với lại có chuyện này á, chị giúp giùm em luôn nha chị. Gì? Không ý chị cho em đổi qua cái nhà khác làm được không? Sao vậy? Trời ơi, làm ở nhà Tôn Mẫu Ni em sợ quá à. Trời ơi, nhà gì mà toàn là giá với gươm không, mà em làm riết em muốn bệnh tim luôn vậy đó. Sợ gì? Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu mày ơi. Hiền lắm mày. Thôi mà chị Tư, chị làm ơn giúp giùm em nha chị Tư. Nha. Thôi đi mà, giúp giùm em nha chị Tư. Alo. À, tôi là Cửu Quyền đây. Kiếm tôi có chuyện gì không? Ờ, có. Anh cần người bao nhiêu tuổi nè? Rồi, có luôn. Sạch sẽ, ngon lành. Không tham lam, không trộm cắp ha. Làm việc theo giờ. Ồ, ông anh cứ đưa chìa khóa rồi yên tâm đi làm nha. Dạ. Dạ, ô xin chỗ tôi bảo hành 6 tháng. Nếu như ông anh không dĩ á, đổi liền trong 24 giờ luôn. Dạ, ông anh cho tôi xin địa chỉ đi. Nhắn tin qua nha. Dạ. Ngày mai tôi sẽ cho người tới. Ngày mai á? Dạ, chào anh. Bà hên nha. Chưa gì có người mướn rồi đó.